không ai làm lại. Cardi B trở thẳng mặt đám paparazzi vì tối ngày chụp ảnh dìm làm trụy cọc. Bây hay nói chị đanh đá khó chiều, nhưng chỉ cần post ảnh tử tế như phóng viên Pháp là Cardi B khen liền. Khoảnh khắc nữ rapper nổi loạn bất ngờ dịu keo khiến fan được phen ngỡ ngàng. Thật ra chị cũng nhẹ nhàng lắm, còn biết tém tém lại trước mặt con gái. Nhắc đến Cardi B thì không ai không nghĩ đến một nữ rapper nổi loạn, với tính cách phóng khoáng, thích gì làm nấy, vui thì chị cười phớ lớ còn đã cọc là guốc dép bay tứ tung. Không chỉ thoải mái biểu đạt cảm xúc, khỏi giữ hình tượng, Cardi B dù là đứng trước truyền thông cũng có gì nói đó, thậm chí không ngại trở thẳng mặt mấy khứa làm chị ngứa mắt. Cụ thể, trong đoạn video được chia sẻ lại gần đây, có thể thấy Cardi B vừa bước ra từ show thời trang và được các phóng viên tại Pháp vây quanh. Họ không ngừng vây quanh và chụp ảnh nữ ca sĩ. Khác với mọi ngày, Cardi B tỏ ra khá thoải mái, thậm chí còn rất vui vẻ giao lưu với các phóng viên nước sở tại. Trong màn trò chuyện nhanh trước khi ra về, chị Đại không quên bày tỏ sự bức xúc của mình dành cho đám paparazzi. Nữ rapper nổi loạn nói, bây biết gì không? Chị thực sự thích các tay săn ảnh ở đây bởi vì chị rất ghét đám paparazzi. Để kể mấy đứa nghe, mấy đứa đăng ảnh người nổi tiếng, chắc chắn mấy đứa sẽ chọn những tấm hình thật đẹp và mấy đứa cũng luôn đảm bảo rằng sẽ chụp được những khoảnh khắc thật đẹp. Còn với đám săn ảnh kia, thật không hiểu sao mấy đứa đó có thể lựa ra những tấm ảnh mà trông celeb rất ba chấm. Điều đó thực sự tồi tệ, vì sao họ lại thích dìm người nổi tiếng như vậy? Để công chúng có thể mỉa mai, chê cười, như vậy thật sự quá xấu tính. Song song với những lời chê trách các paparazzi không có tâm, Cardi B cũng có những biểu cảm vô cùng hài hước. Dĩ nhiên cánh phóng viên được khen lúc đó đều rất thích thú rồi, và họ cũng rất yêu thích Cardi B. Bên dưới phần bình luận video này, nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với chia sẻ của Cardi B, cho rằng những tấm hình của paparazzi rất khó chọn, hầu hết toàn là ảnh dìm vì làm gì có tấm đẹp nào được đăng. Thực tế, Cardi B thường xuyên nhận về lời chê, cho là chị đẹp quá khó tính, nhưng cũng vì các tay săn ảnh không biết điều mà thôi. Nếu làm việc có tâm như dàn paparazzi tại Pháp, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng gây tranh cãi. Thậm chí, trong cuộc nói chuyện kể trên, Cardi B còn dành lời khen và nói rằng các phóng viên này thật sự rất đáng được kính trọng. Được biết sau đó, cô đã ra về vui vẻ và các phóng viên cũng vậy. Ngoài chia sẻ đáng chú ý, Cardi B còn làm dân tình bất ngờ bởi vẻ ngoài dịu keo của cô. Hiếm lắm nữ rapper mới nhẹ nhàng vui vẻ và không xéo sắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách của Cardi B thẳng thắn nên vậy thôi, chứ bình thường cô cũng nhẹ nhàng lắm, nhất là khi dạy con gái. Nữ rapper rất biết cách tém lại khi ở bên con gái. Một video tổng hợp lại những khoảnh khắc bên thiên thần nhỏ cho thấy Cardi B thực sự là một người mẹ tốt. Ví dụ cô đang quẩy nhạc cực choáy, thấy con gái bước vào cái là rén liền, tắt đài ngay tức khắc. Hay thói quen nói bậy bạ của cô thì việc sửa đổi rất khó. Nhưng khi bị con gái bắt gặp và góp ý, Cardi B sửa liền, còn tự bào chữa cho mình một chút. Tuy bận rộn công việc, song Cardi B vẫn dành rất nhiều thời gian cho gái cưng. Đang bận chăm con mà có người book show là Cardi B sẵn sàng bế con lên sân khấu rap, vẫn choáy như thường nhé. Hay hai mẹ con thường có những outfit cặp rất dễ thương và đi đâu Cardi B cũng dắt tay con gái. Chỉ một điểm trừ duy nhất là cái tật hay quên. Có lần nữ rapper quên bén là mang con gái theo, một mình thảnh thơi ra về rồi vội quay lại đón.